Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với chương trình của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em đến với cái game có tên là Escaping the Prison. À, mặc dù là nhìn cái game này, cái đồ họa thiết kế nhân vật của nó thì không được đẹp lắm, nhưng mình cá chắc với anh em đây là một game cực kỳ hay luôn. Ok, và let's go, chúng ta sẽ vào chơi ngay bây giờ. Oh yeah, mình đã bị bắt vào tù và công việc của mình chính là vượt khỏi cái tù này. Chúng ta sẽ vượt ngục. À, nó vứt cho mình cái thùng gì đây? Chắc là bưu phẩm. Yes, dù sao thì mình cũng tách hiểu nó nói gì cả, nên mình sẽ next luôn mọi người. Mình sẽ dùng cái thứ gì đây? Đầu tiên là mình chắc sẽ dùng điện thoại đi. Gọi điện hỏi thăm người yêu. Rồi. Em. Oh yeah. Ok ok. Rồi sao đây? Oh, chúng ta có phiên tòa anh em ạ. Và chắc đây là thẩm phán. À, còn đây là cái thằng cảnh sát ở đấy. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Ok, và cái cuộc điện thoại vừa rồi đã kết thúc. Nó không có gì thú vị lắm. Và bây giờ thì mình sẽ thử xem là cái này là giống như kiểu cái một cái rũa đúng không, một cái mài đúng không, mình sẽ thử xem cái mài là cái gì. Mình sẽ mài cái cửa đấy đi. Đây. Trông kiểu có công mài sắt có ngày in kim nhưng mà không biết như nào. Ok, wow, chúng ta thoát được ra ngoài rồi. Vậy mình ăn chậm quá. Yes, mình sẽ làm lại một lần nữa. Ok, lần này thì mình sẽ tập trung hơn và ấn nhanh hơn để không bị thằng cảnh sát nó đạp cho sức mặt đi vào đấy. À, đây nó sẽ hiện ra đây đấy. Ây, hey, em thấy chưa? Ây, nó sắp ấy. Rồi sao nữa? Oh, anh kia bị chết dễ nạch luôn ạ. Ôi, lại có cảnh sát này, vãi nồi. Thôi, quả này rip rồi. Oh, may ngon. Oh yeah, ở đây chúng ta có hai cái. Ở đây là dây bom này. Ok, mình sẽ sử dụng bom đi. Mình xem thế nào. Vãi nồi. Ok, và mình sẽ sử dụng cái ghế. À, cái ghế chúng ta sẽ trèo lên trên này. Ô, có chổi của ấy này, có chổi của Harry Potter này. À, mình sẽ đi qua bên này đi. Ok, mình đã bỏ qua một cái đường ống cống. Yeah. Ô. Vãi thật, thằng kia nó vác cả súng ra nó bắn mình luôn ạ. À. Có thằng đi làm gì đây? Đi nhảy vào thông đít mình à? Vãi rồi. Ok. Rồi đúng vận động cảnh sát luôn ạ. Rồi, chính xác là mình sẽ đi sang bên phải đi. À, chúng ta sẽ đi sang bên phải. Yeah. Mình có thể lên được trên này. Ok. Wow, đằng sau có gì này? Ở đây chúng ta có cái này. Cái này giống như là một cái bắn. Ok, nó sẽ bắn và chúng ta sẽ làm gì? Yes. Đâu rồi, mình đâu rồi? Oh yeah. Oh, không chết đấy các bạn. Không chết là mình vẫn còn hên đấy. Fuck đen vòn. Vậy mình sẽ sử dụng cái túi này đi. Yes. Thôi để xem túi có gì nào. Thôi rít rồi. Ôi, mình vẫn còn sống. Mà mình tiếp tục lại nào. Mình sẽ sử dụng cái jetpack này đi. Đó là cái tên lửa. Mình sẽ bay lên như kiểu Iron Man ấy. Oh. Dead.
Trở về ngay lại cái phòng giam của mình luôn ạ. Mình không thoát đi được và cuối cùng ok. Mình đã bị sắp bặt ở trong một cái tư thế mà nó không được đẹp mắt cho lắm. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này đi. Rồi, cái này là cái hút bồn cầu đúng không? Cái này là cái thông bể phốt. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái thông bể phốt để leo xuống một cách an toàn. Yes. Oh, yeah, mình đã thoát được rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta đã sử dụng cái này và thoát ra được. Bây giờ thì mình sẽ làm lại với cái này. Nhưng mà mình sẽ cưa cái cửa sổ. Chúng ta sẽ thử cưa cửa sổ để xem như nào. Và bây giờ mình mới phát hiện ra chúng ta có cái bụng. Rip luôn. Rồi, có vẻ như là cái này chúng ta đã xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ sử dụng cái NG drink. Mình sẽ uống mặt. Mình có đô lên không? Wow. Đây là chùa này. Mình có khả năng ngưng động thời gian anh em ạ. Mình sẽ làm gì đây? What? Khỏe vãi. Yes. Đù cái thằng kia cầm dao luôn ạ. Rồi đấm tiêu mùa mày luôn. Oh, mình đúng là có khả năng ngưng động thời gian. Tất cả mọi người đều đang đứng im anh em ạ. Rồi, lấy luôn cả miếng bánh mì của thằng cảnh sát luôn. Ngon lành cảnh đào. Và sau đó rồi, đến cuối cùng thì mình lại bị đau bụng chết anh em ạ. Hóa ra cái bánh mì đấy nó có độc. Anh em mới biết là cái mưu đồ tính toán của mấy cái thằng cảnh sát nó ghê gớm đến mức độ nào. Nó cố tình trả vờ nó chưa ăn đâu. Đó, đấy, đợi mình ra để mình ăn xong cuối cùng mình chết vì bị đau bụng. Rồi ok, tiếp nào. Vừa đây mình đã sử dụng cái NRG drink đúng không? Bây giờ mình sẽ sử dụng cái teleporter đi. Cái này là mình ẩn năng được cái gì đây? Oh. Wow. Dịch chuyển tức con mẹ là thời luôn ạ. Và mình thì nó what? Mình dịch chuyển ra đâu này? Dịch chuyển ra ngay trường bắn luôn anh em ạ. Số nhọ vừa nêu luôn. Người ta nói là đã gầy rồi là vẫn còn nhọ đấy. Ôi thay là gì đấy? Thay dâu màu vàng à? Và mình sẽ dùng cái rocket đi. Wow. Hiện đại vồn đấy. Rồi mình bây giờ sẽ bắn. Rồi bắn. À đù. Uầy. Hư cấu vồn anh em ạ. Quả đấy bắn xuyên đầu từ kia là mà nó không chết cả. Ghê thiệt, nó cúi xuống. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này gọi là cái quay tay. Cái khoan bằng tay ấy. Đấy, mình rút mặt đi đâu rồi? Mình xuống một cái chỗ mới. Và cái này là cái gì đấy? Opacity to. Ok, mình dùng đi, mình không biết là cái gì đâu, mình đọc bừa thôi. Nó giống như là một cái bộ gì đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào. Wow, mình đi xuyên tường anh em ạ. Uầy. Mình đi xuyên tường luôn này. Ai thật, mình đang đi vào tâm thế giới luôn. Vờ lêu. Ok, và mình sẽ sử dụng lại cái này. Chúng ta sẽ đào xuống. Đây, rồi. Lần này thì mình sẽ không chọn cái kia nữa. Mình sẽ chọn cái này. Để xem nó vậy gì. Cái này giống kiểu nắp cống đúng không? Rồi chúng ta. Oh yes. Chết. Lại rơi xuống mặt cảnh sát rồi. Chết. Rồi mình sẽ làm gì đây? Lại có nút đấy các bạn. Khổ. Mình không để ý rồi. Quả này mình sẽ ấn tử tế luôn. Thôi đi xuống. Đấy. Rồi sao nữa? Wow, mấy thằng kia chạy nhanh vậy. Quay nó đuổi sát ít rồi. Đây. Đù phân vân bột quay bắt. Thằng cảnh sát này nó đang đeo cái miếng bịt mắt đi ngủ mà nó vẫn đuổi mình kìa. Cứ cấu gồn. Rồi lại. Rồi lần này thì mình sẽ chọn đâm thẳng nhá. Mình sẽ rẽ xuống này, rẽ xuống. Rồi. Và tí nữa nếu như có ấy thì mình sẽ chọn đâm thẳng luôn. Rồi sao đây. Rồi đâm thẳng này. Mình sẽ đâm thẳng. Wow, yes, chất vãi. Rồi sao nữa? Đấy, thằng có dâu này, dâu dê à? Dâu dê gặp mình là mất điện ngay. Get ready. Yes. Rồi sao nữa? Để nhau đi em ơi.
Mình đã sẵn sàng rồi, đây là trận chiến sống còn. Một sống hai... Một sống hai chết, rồi mình chết mẹ rồi. Ok, mình chơi lại. Rồi, đi xuống. Đấy, đi xuống ngay. Rồi, lại đến cái đoạn là Santo đây. Đoạn này chất vãi lều luôn. Cứng và là... Rồi, bây giờ là để xem nào. Ở đây ấy, chúng ta chỉ cần thất nhanh là được. Bản này mình đã có kinh nghiệm rồi. Vừa nãy mình đã chết một lần rồi. Nên là, rồi, bắt đầu này. Bắt đầu ấn này. Để xem một mình cân mấy đây. Ui, một mình cân 4 luôn ạ. Ui. Pha, đen vãi. Quả đấy mình đã cố tích ấn rồi mà không được. Được rồi, quả này mình sẽ làm lại. Mình sẽ quyết tâm mình mà. Mình như thế không thể chết 3 lần được. Quả tang 3 bận thôi, mình sẽ không thể chết lần thứ 3 được. À, cố lên, phải đi. Mình sẽ ấn sắc luôn, đấy. Ui. Ma trận anh em ạ. Anh em đã xem phim ma trận chưa? Wow. Gì đấy? Chỉ thiên à? À, thằng này bị run rồi anh em ạ. À, nó bị bệnh run rồi. Mình nghĩ là nó nên uống thuốc trừ run. À, được. Mình ngầu vãi. Wow, wow shit. Đấy, ngầu vừa leo. Rồi, ok. À, như vậy là mình đã thoát ra khỏi đây rồi. Tripod. Ờ, chúng ta hình như là có một cái kết khác đúng không? Rồi, ok, và mình đã chơi tất cả những cái màn ở trong cái phần chơi vượt cục này rồi. Và nếu như em thấy thích cái thể loại game này thì quên để lại một like để mình làm các phần chơi khác của nó nhá. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để giúp mình đạt được 200.000 đăng ký. Ok, còn bây giờ thì bye.